Thôi các bạn ơi, mình đang ở đồi con heo nè. Nãy lên quên bấm nút quay mất trời mất. Rất là uổng. Làm sao mà không quay được? Lướt qua phải đụng chứ. Đây ở Vũng Tàu đồi con heo. Uổng quá nãy quên bấm nút quá các bạn. Tao xuống cho tao quay thử đã. Tao cắt tao chứ lo gì. Quá gì? Thôi mà dài được rồi. Xa lắm. Từ từ để tao quay đi này xíu đã. Chỗ này các bạn đi là để xe nó nha. Đó. Xa đây này là các bạn phải khóa lại cẩn thận. Ở trên hình á mình thấy đẹp lắm mà lên đây mình thấy bình thường à. Chỗ này là cái ngôi nhà hoang ở dưới này các bạn. Nó sẽ ngay chỗ ngôi nhà hoang luôn. Đây là cảnh biển này. Nãy biển rồi chiều nó lên rồi ghê lắm, tắm không được. Ô mệt quá bạn ơi, mình đi từ hồi 7 giờ sáng á, đi tới Vũng Tàu khoảng tầm 10 giờ xong rồi đi vòng vòng vào ăn uống xong rồi ra tắm biển, nhưng mà nó ấy quá, biển chiều nó lên đó. Chỗ hồi trước mình hay tắm á, chiều lên quá cầu á, tắm không được. Cái bây giờ đi vòng vòng vào núi lớn rồi đây là đồi con heo nè. Xong rồi mình sẽ quay mấy kia bạn mình cái kêu đây. Gì? Ủa lấy được luôn hả? Đợi xíu. Bây giờ mình sẽ lên cái chỗ này. Lên chỗ thằng bạn mình nha các bạn. Quay cho bạn xem luôn. Chung là đi cũng mệt nhưng mà cũng thú vị. Chắc có lẽ là mình sẽ làm riêng clip đồi con heo cho bạn xem này. Đây các bạn sẽ thấy là người ta đi nè. Đang đi chơi rồi đó. Trời má ơi, sao ghê vậy? Chỗ đấy hả? Leo chỗ đấy hả? Không ghê mày. Chỗ này các bạn cẩn thận nha. Rất là nguy hiểm. Cái này đó là tao phải leo bên trước rồi mày qua làm sao tao đó. Mày là cameraman của tao á. Nó mệt quá. Mang theo ba lô mệt quá. Đây. Đuối luôn các bạn ơi. Nè. Ở trên mấy cái miếng giải phân cách này. Mấy cặp đôi mà lên á, người ta sẽ ghi hoặc là kỷ niệm những cặp đôi đó từng đặt chân tới đây. Gì Khoa gì đây? Có Khoa Tây mình nữa. Khoa yêu thám mà Thủy rồi nữa. Đó. Đây là cảnh phía dưới nè các bạn. Thì mình coi là chiều nó lên là tới đi qua 6 tiếng là tới 8 giờ tối là chiều nó mới xuống mức thấp nhất, còn nếu tắm được thì cỡ tầm 5 giờ các bạn. Rồi thì bây giờ mình sẽ đi lên kia mình quay tiếp đoạn nè. Thank you.
Đây các bạn, nó máy cặp rồi lên nè, lên chơi nè. Đó, đi ở đâu cũng thấy người ta ghi tên này các bạn. Ôi cái cầm này, cái này cầm không chắc đâu mày. Cầm không chắc được đâu. Thôi bây giờ là mình sẽ đi xuống nha. Nói chung là cũng biết đội con heo rồi. Đây mình sẽ quay cái con đường đi xuống cho bạn xem. Chỗ này giống như là đi leo núi các bạn. Chỗ này các bạn cẩn thận nha, hơi cao quá. Ơi, mình đi mình phải cầm cái quay nữa này, cực tí. Đeo thêm cái ba lô nữa, mình phải xuống từ từ thôi. Rồi như vậy là mình đã xuống. Đây là xe của mình đây. Bây giờ là mình sẽ cởi xe đi xuống nha. Nãy lúc lên mình quên quay mắt, quên bấm nút. Bây giờ là mình sẽ bấm nút quay đường đi xuống thôi nha các bạn. Đó, qua này một khung. Bữa nay đi đuối luôn á.